Hi. Đi. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Bố Đâu của chúng em. Vâng, thì hôm nay chúng em sẽ giới thiệu một sản phẩm mới của TV Bonus. Đây ạ. TV Bonus do Tân Việt Group nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Tân Việt ạ. Đó, thế đây là hàng chính hãng nha các bác nhá. Đấy, em sẽ bóc hộp nó ra và em sẽ giới thiệu qua về cái bên ngoài của em nó. Đầu tiên thì nó sẽ là một lớp ni lông này chống va đập khi vận chuyển các bác nhé. Ok, tiếp theo là một cái dây cổng quang. Đó, dây này thì nó có cổng quang nữa nhé, cổng quang này hỗ trợ âm thanh ra rất là tốt. Tiếp theo đó là một cái đĩa này là để các bác tải phần mềm về máy tính để sử dụng nhé các bác nhé, để chỉnh nhạc nhé các bác nhé. Đó. Tiếp theo nữa là một bộ dây nguồn rất là đẹp luôn ấy. Dây to lắm, vâng, đẹp lắm. Vâng. Tiếp theo nữa là dây kết nối này là từ vang số cho tới máy tính nhé các bác nhé. Đây, đầu này là cái đầu, nói chung là cái dây này kể cả các bác có hỏng đi chăng nữa mua rất là dễ, bởi vì cái dây này là nó thuộc là dây máy in các bạn. Đó, nó hai đầu, một đầu là vào máy in, một đầu là USB. Đó thì các bác mua ở đâu cũng được, kể cả hỏng hay là mất hay là một thời gian mình không còn nữa thì mình có thể ra quán sửa chữa máy tính thì mua lúc nào cũng được luôn. Đó, đây là dây máy in này, dây kết nối. Tiếp theo sẽ bóc ra. Em sẽ bóc ăn nó ra. Đây. Bao phủ của nhựa túi ni lông này rất là đẹp. Đây nào, đây. Đây vậy. Đây. Có nhìn thấy sáng chưa? Rất là sáng. Đây là sản phẩm TV Bonus X2000 Pro. Đó, vang số có tên là X2000 Pro nha các bác nhé. Đó, anh nhìn này. Rồi. Đầu tiên về mặt trước, em sẽ giới thiệu mặt trước. Mặt trước của em nó là đây. Dần lên đây cho nó dễ không? Đây. Thì là nút nguồn power. Đó, thường thường các cái con vang số khác thì nó có nút phím cứng hoặc là công tắc tắt mở, nhưng đây thì nó là phím mềm các bác nhé. Đó, power là tắt mở này, đây là trình điều khiển này. Đó, trình điều khiển và phím enter. Đây là màn hình hiển thị thông số khi mình đã chỉnh. Đó, còn đây là echo. Đấy, đây là các phím này để chúng ta chỉ bằng tay này. Đó, echo, info, reverb và input. Đó, còn đây là cổng kết nối. Cổng kết nối là khi vừa nãy em nói đây, chúng ta có thể lấy cái dây này. Đấy, đầu máy in của nó đây thì chúng ta thích kết nối vào đây. Đó, còn đầu USB chúng ta cắm vào máy tính. Đó, tiếp theo là nút mic, âm lượng volume của mic. Đó, là to nhỏ của mic này. Đây là effect này. Đó, còn đây là music. Đó, ba cái phím như vậy, nhìn sáng quá, đẹp quá, rất là đẹp. Vâng, còn trên mặt này của nó có cái tem chính hãng các bác nhé, và có dấu đỏ này của Tân Việt Group này. Đấy, có dấu đỏ này. Đây, có tem chính hãng này. Bên phía sau, giới thiệu phía sau. Đầu tiên là nó có bốn đường mic này, 1, 2, 3, 4 các bác này. Đó, đây là cổng quang, bên cạnh đây nó là cổng quang, là cô cổng quang ấy. Và đây là cô xịt thổ. Đó, còn đây là đường nhạc vào thì nó có hai đường, aux1 và aux2. Đó, đây là đường nhạc vào. Còn đường ra này của nó là có 8 đường các bác nhé, 8 đường ra. Đó, 8 đường ra, nhìn có rất là nhiều đường ra thì các bác có thể lựa chọn. Và đây là đường nguồn vào cấp điện cho thiết bị vang này để nó có thể chạy, nó có thể hoạt động. Đó, bây giờ thì em sẽ tiến hành lắp đặt và sẽ hướng dẫn sâu hơn về trong cái phần mềm của nó các bác nhé. Thì em sẽ cắm lên lắp đặt rồi. Em thì cũng là
chỉnh rất là nhiều cái dòng vang này lên rồi, nên là trong máy tính của em thì đã có sẵn. Đó, đã có sẵn. Thế nên là đỡ phải mất thời gian các bác chờ đợi em cài đặt thì em đã tải sẵn về rồi. Và đây em sẽ hướng dẫn kết nối. Em sẽ hướng dẫn kết nối từ vang số cho tới máy tính. Đây em sẽ bóc ra. Đó, em sẽ kết nối. Đầu tiên là em sẽ cắm vào một đầu vào van này. Sau đó em sẽ cắm vào USB của máy tính. Rồi, ok. Và bây giờ em sẽ bật nguồn. Đây, nguồn em ở đây. Đó. Điện chưa vào, em cắm lại điện cho anh. Rút cái kia ra, cái đấy nó cũng chụp chập chờn thôi. Rồi, đấy các bác thấy không? Khi mà bật lên nó chạy này. Đó. Khi nào lên 100% thì nó sẽ lên hết. Đó. Đó. Ok. Thế là hiện tại bây giờ thì em đã bật cái vang này lên. Đó, em đã bật cái vang này lên. Thì bây giờ em sẽ qua phần mềm. Và dây em đã cắm rồi thì bây giờ em sẽ qua phần mềm. Đây các bác nhìn này. Nhìn này, đó, các bác thấy không? Em sẽ quay gần hơn để cho các bác nhìn rõ về phần mềm này nhé. Đây, phần mềm của nó đây. Đấy, các bác nhìn rõ nhé. Đó, đây là phần mềm của nó. Em sẽ bật lên này. Đó, các bác nhìn một kết nối. Đó. Đó, đây là em bóc mới. Và cái giải của nó giải phẳng này các bác này. Chưa hề xử lý. Có nghĩa là cái vang này là từ khi nhập về công ty nó vẫn nguyên tem nguyên kiện và nó vẫn là cái giải phẳng này, nó chưa ai xử lý hay là chưa ai can thiệp đến nó cả. Thì em sẽ giới thiệu qua về cái này. Nhân về đường input, các bạn nhìn input nhé. Input đầu tiên là mic. Các bạn nhìn được cái em di chuột không ạ? Đây. Input. Đầu tiên là input thì là mic đây. Đây là tổng của mic nhé các bạn nhé, to nhỏ volume của mic này. Đó. Tiếp theo em di chuột, các bác để ý di chuột nha. Đây là effect. Effect này là tổng effect to nhỏ nhá. Bên sườn nó sẽ là reverb. Tổng của reverb. Bên này nữa là echo. Đó, khá là dễ chỉnh, nó phân ra từng vùng một, nó không chung chung như con này nó phân ra từng vùng một nên là chỉnh rất dễ. Bên cạnh đó là tổng của to nhỏ của nhạc nha các bác nhá. Đó. Rồi xuống dưới. Thì đây là mic này, đây đường mic này. Đó, các bác nhìn thấy đường mic cái chuột này, em di chuột này đường mic này. Thì đây giải tần nó ở dưới này, các bác nhìn thấy chưa? Đó, rất là nhiều giải tần. Đó, đường nhạc. Các bác bấm nhìn, các bác đi nhìn em di chuyển chuột này. Đó, nhạc ở đây. Thì sao nó sẽ hiện ra giải tần khác. Đó, và cái giải tần này nó khác. Đó, ở đây là mic B. Em xin lỗi, mic B. Đó, đây mic B. Mic A. Đó, đây là music, đây là phần nhạc này các bác này. Đấy, đây là phần nhạc. Nó cũng sẽ hiện ra các cái giải tần khác nhau, thông số khác nhau. Còn bên cạnh cái phần nhạc, đó là phần reverb. Đấy, các bác có thể kích vào đây để chỉnh reverb này. Ở đây, em chuyển các mic nha các bác nhé. Đó, chuyển các mic nha các bác. Đó, vào đây thì nó sẽ ra reverb. Đấy. Đây là nút trở về này. Đó. Đây là phần echo EQ nhé. Echo, đó, cũng tương tự như vậy thôi. Rất dễ sử dụng, phải không ạ? Còn phần dưới của phần mic này mình có thông số reverb và reverb never và reverb delay. Đấy, thông số nó ở dưới này, rất nhiều thông số. Các bạn có cả cái thanh thông số này không? Đó, phải không ạ? Đấy. Thì cái vang này rất dễ sử dụng. Đây là vào đường input, còn đường output thì sao? Em sẽ kích vào đường output. Đó, các bạn thấy không? Output này. Output nó lại, vừa rồi em còn nói cái van này có 8 kênh. Thì lên đây, các bác cắm vào thì nó cũng hiện lên 8 kênh này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Thì 8 kênh đây là sao? Mỗi một kênh chúng ta sẽ có tương ứng một cái giải tần khác nhau. Đây là giải tần của kênh 1, đây là giải tần của kênh 2. Đó.
kênh 3, kênh 4. Thì ở dưới cái từng giải tần từng kênh một thì đây nó đều ghi hết cho các bác là kênh nào và tên của nó là gì. Ví dụ đây là kênh channel phải, channel trái. Đó. Đây cũng thế thôi. Các bác thấy không? Đó. Đều có hết. Đây là center này. Đây là sub này. Đó. Nói chung là nó ghi thể hiện hết trên cái phần mềm. Đó. Đây ví dụ đang ở channel 1 thì đây. Cái thông số của nó là các bác nhìn này. Đó, direct này. Đó, revert này, echo này. Đó, rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng luôn các bác nhá. Đấy. Thì sang kênh, ví dụ em sang kênh center. Đó, nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó, không khác nhiều. Đó, nhưng cái tiếng ra của mỗi kênh nó này có một cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau nên các bác nhá. Các bác có thời gian các bác sẽ thử từng kênh một cho em. Thì các bác sẽ cảm nhận được cái điều đó. Vâng, thì bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc lên để xem là cái giải phẳng của nó nghe tiếng nhạc ra như thế nào. Vâng, em sẽ mở một đoạn nhạc lên. Em mở. Vâng, thì là em cũng đã giới thiệu xong về chiếc vang số TV-Bluetooth X2000 Pro. Thì là em nó được sản xuất tại nói chung là em này á thì là nó là hàng nhập khẩu đấy, xuất xứ từ Trung Quốc nha các bác nhé. Cái ưu điểm của nó ấy là chống hú hít rất là tốt, nghe nhạc rất là êm đó, các bác vừa rồi cũng có nghe rồi đúng không ạ, rất là êm luôn đó. Thì bên Tuyên Vũ Audio chúng em đang bán sản phẩm này và các bác có nhu cầu liên hệ thì hãy vui lòng gọi số điện thoại 0978 503 822. Em nhắc lại nhé, 0978 503 822 để được tư vấn và được chính sách hỗ trợ giá tốt nhất cho các bác. Vâng, em cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của chúng em. Và cũng xin cho chúng em một đăng ký kênh và một like để ủng hộ chúng em làm những video tốt hơn. Vâng, thì bây giờ em xin chào các bác.